sao mấy hôm nay mẹ đau lưng quá cơ. Đấm cho mẹ cái lưng. Cô Hở, cô Hở ơi. Em đây. Dạ. Tôi nói cho cô biết nhá, tôi không ngờ là chỗ chị em mà cô lại chơi tôi như thế đấy. Chứ nói cái gì đấy, em không hiểu gì cả. Lại còn nói cái gì à? Hả? Đây này, cái vàng mà cô đưa trả cho tôi ấy, nó là vàng rồng đấy này. Ôi đây này, đây cô thấy này, chưa? Này này này, cô Huyền ơi, tôi bảo ghê gớm nó vừa thôi. Cô ghê gớm như thế thì ai dám lấy cô cơ chứ. Dạ ơi, nếu bác là em ý, thì bác còn ghê gớm hơn gấp nhiều lần. Bác cứ làm như là bác hiền lắm ý. Đấy nhá, cho con bác vay ý, là cho vay vàng ròng. Thế mà lúc giả ấy, nó giả vàng rởm đây này. Làm gì có chuyện vàng rởm mà chị. Trời ơi, tự tay em mua tiệm vàng ra mà chị lại bảo là vàng rởm. Thôi 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 cô ơi. Này, tôi mang ra tiệm vàng tôi bán ý, người ta bảo tôi lừa đảo thế kìa. Không là vàng rởm thì là cái gì? Rồi thì à, vàng rởm á? Chứ còn sao nữa. Cái lúc cho cô vay ấy nhá, thì tôi có cần đồng lãi nào đâu. Là vì cái lúc đấy vợ chồng cô khó khăn ấy, thế mà cái lúc mà cô giả tôi thì cô lại là giả vàng giả. Tôi không thể ngờ là cô lại xử sự như thế với tôi đấy cô Hở ạ. Này, chị đừng có ăn nói như thế với em nhá. Rõ ràng là em giả cho chị là vàng thật rồi, và chị cũng xác nhận điều đấy rồi. Thế mà cái lúc mà trên đường đi rồi tự dưng như nào mà vàng thật lại hóa thành vàng giả thì làm sao mà em biết được, em biết ý chị là gì đâu. Này, ý cô là bây giờ tôi mang vàng giả về đây để bắt đền cô đúng không? Này, tôi nói cho cô biết nhá, con Hở nó giả vàng cho cô mà cô cũng ngồi đây, tôi cũng ngồi đây, chính mẹ con tôi đã nói với cô là kiểm tra cho nó kỹ đi, mà cô cũng bảo cô kiểm tra kỹ rồi cơ mà. Khổ quá, thì em có hiểu gì về vàng đâu. Cái lúc nó giả nó đưa đây mở ra thì có nhẫn như thế này tưởng là vàng thật, ai dè lại chơi bẩn như thế. Em thề với chị là đây là vàng thật mà, nhưng mà trong quá trình chị đi về làm sao nó thành vàng giả thì em làm sao mới biết được. Thì đúng như thế, còn gì nữa, rõ ràng là cô đã cầm về rồi mà cô đã xác định là vàng thật rồi, thế bây giờ thì cô lại quay lại cô bảo vàng giả là như thế nào. Này, thế bây giờ tôi hỏi các người nhá, hai mẹ con các người ấy là định ăn không nước hỏng của tôi đúng không? Hả? Định ăn không nước hỏng của tôi đúng không? Định chấn lột vàng của tôi đúng không? Này này này, thôi ngồi xuống bình tĩnh. Ngồi cái gì mà ngồi, bình tĩnh làm sao được. Con tấm cổ ra khỏi nhà đi, mệt quá, nó sáng này ra. Mọi người làm gì mà cứ om tỏi hết lên thế nhỉ? Đấy nhá, tôi cho vợ chú vay 3 chỉ vàng nhá. Thế bây giờ nó giả tôi là vàng giả đấy này hả? Chú Trúc bảo tôi không om tỏi làm sao được. Ôi hả? Ôi chị ơi, chị bình tĩnh để em giải quyết. Việc gì chị cứ phải ầm ĩ hết lên thế. Đấy, giải quyết gì là giải quyết đi. Anh rõ ràng anh là người làm chứng nhá. Em với anh cùng đi mua vàng ở tiệm vàng đúng không? Xác nhận đấy là 3 chỉ vàng thật đúng không? Đấy, thế bây giờ tại sao lại như này? Thế bây giờ tóm lại là như thế nào? Ôi trời ơi, chị ơi, trời ơi, vào đây mà xem mày ăn cướp vàng của tôi. Ôi này, 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 chị này, ơi, này, ơi, này. Cô đang ngồi nhà tôi đi nhá. Em xin chị đấy, bé bé mồm tôi, em giải quyết. Chú Hớn ơi, chú Hớn ơi, chú Hớn. Thôi, chú ơi, chào cả nhà, ôi đông vui quá nhỉ. Tôi xin lỗi, hôm nay nhà tôi có khách, để hôm khác chú sang chơi vậy. Khổ quá bác ơi, em có việc, chỉ cần nói với chú Hớn thôi. Thôi việc thì để lúc khác đi, chúng tôi đang giải quyết. Cho em nói một câu thôi. Chú Hớn ơi, cái mã chứng khoán mà chú đầu tư chung với tôi ấy là tăng rồi, tăng một gấp đôi. Đấy, anh đã nói với chú rồi, cứ nghe theo anh kiểu gì cũng trúng mà. Chứng khoán gì ạ? Em có biết chứng khoán gì đâu. Ô hay, chú Ngẫn à? À, quên à? Cái hôm ấy chú chả nói với anh rằng là chú không hiểu gì về chứng khoán. Anh bảo rằng là nếu chú không hiểu, chú cứ học từ từ rồi sẽ hiểu. Cứ đưa tiền cho anh nuôi chứng hộ chú còn gì. Xong anh còn đưa chú đi bán 3 chỉ vàng, chú đưa tiền cho anh để nuôi chứng hộ ấy. Bây giờ thì quên à hả? Anh mừng quá cho nên đến báo chú biết đấy. Anh giết em rồi, anh đốt nhà em rồi. Sao lại đốt nhà? Chứng đang lên, đang có lãi, đốt nhà là thế nào? Anh Hớn à? Trong tủ chỉ có 3 chỉ vàng thôi mà anh lấy đi mất rồi. Thế 3 chỉ em trả cho chị Huyền là ở đâu ra? Thôi, được rồi. Đã đến nước này thì tôi cũng nói thật. Thì thật ra là mẹ, con thì con cũng muốn đầu tư chứng khoán cùng với cả anh Thùng. Thế nhưng mà con không có tiền, mà con xin tiền vợ con thì con lại sợ vợ con mắng, bảo là anh thì biết cái gì mà đấu với cả Tư. Thế là con lén lấy 3 chỉ vàng mang đi bán. Xong rồi sợ vợ con biết thì con lấy 3 chỉ vàng giả con thả vào đấy. Ôi giời ơi! Mẹ, nhưng mà
lãi rồi, đang lãi rồi. Ôi giời ơi. Thôi nhá, đấy nhá, 3 năm gió 10 rồi nhá, cháy nhà mới ra mặt chuột nhá. Thấy chưa hả, con bảo vàng thật nữa không hả? Ôi giời ơi, hóa ra là như thế đấy. Thôi, cô ngồi xuống, cô cứ hạ hỏa, cô ngồi xuống đi. À, cũng phải nói là cô thông cảm nhá. Mẹ con tôi xin lỗi cô được chưa? Cái gì cô cứ ầm ĩ lên. Trời ơi.